chủ nợ sông ngất khi biết tin hai con giáp trung số đầu đắc trả sạch nợ nần trước ngày 5 tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả thì mới tìm thấy được sự an yên, sung túc. Trời sinh mỗi người một số mệnh, vì vậy trong mỗi năm sẽ có những người gặp được may mắn. Bên cạnh đó, cũng có không ít người gặp phải thất bại. Tất cả điều đó, chúng ta đều không thể lường trước được. Tuy nhiên, các bậc thầy tử vi cho biết rằng, dựa vào việc phân tích hung mệnh cũng như là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, thời điểm trước 5 tháng 5 âm lịch sẽ có hai con giáp có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ, vẹn cả đôi đường. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được hai con giáp đó là con giáp nào và liệu rằng mình có thuộc một trong số các con giáp may mắn này hay không và có những vận may nào đến với hai con giáp trong thời điểm sắp tới. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Trong cuộc sống, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, làm đủ nghề mưu sinh để kiếm sống. Cho dù có tài giỏi, thông minh đến mấy, nếu không có may mắn thì vẫn không gặt hái được thành công, và ngược lại. Cuộc đời của con người vốn có nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống. Bước qua những tháng đầu năm, trước ngày 5 tháng 5 âm lịch, những con giáp này nên tận dụng may mắn trong năm để tiến hành các dự định của bản thân, cố gắng vươn lên, giành những vị thế xã hội. Số 1 là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn, thuận lợi, có số giàu sang trước ngày 5 tháng 5 âm lịch. Những người tuổi Tỵ cực kỳ may mắn và thành công bởi họ được quý nhân tương trợ và giúp đỡ, làm gì cũng thành công, công việc làm ăn ngày càng suôn sẻ và hanh thông. Cho nên bản mệnh được mọi người tin tưởng, giao nhiều trọng trách quan trọng. Vận may về tiền bạc và tình duyên nối đuôi nhau kéo đến khiến người tuổi Tỵ trở tay không kịp. Nhưng tháng đầu năm mới 2021, khối lượng công việc của tuổi Tỵ hơi nhiều. Vì vậy, bản mệnh luôn cảm thấy khó chịu, nhiều áp lực, căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, trước ngày 5 tháng 5 âm lịch, bản mệnh vốn là người thông minh, tài giỏi, cùng với vận may kéo đến, giúp mệnh chủ tuổi Tỵ vượt qua rào cản một cách thành công, đem lại kết quả tốt đẹp cho con đường sự nghiệp. Nhờ đó, về mặt tiền bạc, của cải sẽ đong đầy, tiền bạc chất đống, xóa sạch nợ nần, trở thành đại gia giàu có. Cuộc sống thay đổi ngoạn mục, vươn tầm thượng lưu khiến người đời ngả mũ thán phục. Cụ thể, trên phương diện sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ có những bước phát triển rõ rệt trước 5 tháng 5 âm lịch. Một phần lớn là nhờ bản mệnh đã không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt thời gian vừa qua. Long quan giúp con giáp giàu kinh nghiệm này luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc. Chính thái độ đó khiến bản mệnh chẳng hề ngần ngại trước khó khăn. Bản mệnh biết rằng khó khăn chính là cơ hội tốt để mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Vì vậy, trong khi mọi người có xu hướng trốn tránh khi được giao trọng trách thì bản mệnh lại sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ. Bên cạnh đó, có sự năng nổ, hoạt bát cũng giúp ích rất lớn cho việc mở rộng các mối quan hệ. Bản mệnh nhận thấy rằng tinh thần đoàn kết giữa tập thể sẽ phát triển vững mạnh. Việc đó cũng giúp bản mệnh có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Thiên phù các tinh còn là dấu hiệu tích cực cho con đường thăng quan, tiến chức,
Bản mệnh chỉ cần không ngừng cố gắng phấn đấu thì sẽ đạt được cái đích mà mình đặt ra, thậm chí là ghi điểm trong bàn lãnh đạo và tự tạo cơ hội để thăng tiến. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý là bản mệnh cần phải giữ khiêm tốn, biết lắng nghe dù ở trong bất kỳ tình huống nào. Ngay cả khi bản mệnh đã đạt được thành công và vượt lên trên nhiều người khác, đừng để sự kiêu ngạo hay bất cần của mình điều khiển khiến mọi công sức từ trước đến nay đều đổ sông, đổ bể hoặc vô tình đắc tội với người khác. Không ai có thể làm vừa lòng mọi người, nhưng tốt nhất là nên hạn chế làm mất lòng người khác. Về tài lộc, nguyên lệnh lâm quan cũng mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Tỵ trên con đường tài lộc và có nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính. Với những mệnh chủ đang làm công ăn lương thời gian này sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên, nên rất có thể bản mệnh sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được tăng lương, thăng chức. Đến đời sống gia đình cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Nếu mệnh chủ làm việc tự do hoặc các công việc tay trái, thì với sự cần cù chăm chỉ của mình, bản mệnh cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Bên cạnh đó, những mệnh chủ làm ăn kinh doanh có tư duy khá độc lập và kiên định trong khoảng thời gian này. Bản mệnh biết tự chủ trong việc đưa ra quyết định và thường không phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu kết hợp được cả mặt vừa quyết đoán vừa biết lắng nghe, thì bản mệnh sẽ chạm tay vào những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Có điều tuổi Tỵ cũng cần chú ý các tác động của tiểu hao đối với tình hình tài chính của mình. Trước mùng 5 tháng 5 âm lịch, có thể bản mệnh sẽ phải tiêu pha cho những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Vì thế bản mệnh tốt nhất nên mua những đồ cần thiết, hạn chế những hứng thú nhất thời hoặc khoe khoang thể diện trước mắt người khác, khi số tiền tiêu pha đã nhiều, nay còn nhiều hơn. Hãy là con giáp giỏi phân tích để nhận ra đâu là thứ mình nên mua, đâu là thứ mình nên tiết kiệm. Về mặt tình duyên và gia đạo, tuổi Tỵ có nhiều tín hiệu tích cực trên con đường nhân duyên trong thời điểm này, nhờ tác động của thổ cục diện hòa thổ tương sinh. Quan niệm giữa người với người tốt đẹp khiến bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống và tình cảm. Với những mệnh chủ còn độc thân, bản mệnh biết cách sử dụng nét quyến rũ của mình. Nhờ thế mà bản mệnh nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác giới. Với những mệnh chủ đã lập gia đình, bản mệnh và người ấy ngày một thấu hiểu nhau. Hai người còn có hậu phương vững chắc cho đối phương, giúp nhau vượt qua sóng gió, thử thách. Về mặt sức khỏe, Tử Vi nhận thấy trên cơ bản thì tình hình sức khỏe của tuổi Tỵ đạt mức tốt trong suốt khoảng thời gian này. Bản mệnh cảm thấy tinh thần của mình luôn vào trạng thái hưng phấn, cho nên bản mệnh luôn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ nội dung công việc gì, cho dù công việc ấy có thách thức đến mấy. Tuy nhiên, dù công việc đang tiến triển tích cực, bản mệnh có đang kiếm được rất nhiều tiền đi chăng nữa, bản mệnh cũng không nên làm việc bất chấp giờ giấc, không chịu nghỉ ngơi. Nếu làm việc quá vất vả để sức khỏe chịu tổn hại thì bản mệnh sẽ mất nhiều hơn là được. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Tỵ tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tỵ, để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Vị trí thứ hai là tuổi Sửu. Tuổi Sửu sẽ có may mắn, thành công trong công việc, phát tài trong ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Năm Tân Sửu năm 2021 là năm tam hợp với tuổi Sửu, bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn trong thời gian này. Con đường sự nghiệp ngày càng phất lên như diều gặp gió. Mặc dù khối lượng công việc gấp đôi bình thường, chịu nhiều áp lực trong công việc, nhưng kết quả thành công ngoài mong đợi đã giúp tuổi Sửu có thêm niềm tin phấn đấu trong cuộc sống tương lai. Ngoài may mắn về sự nghiệp, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tình cảm.
Như mệnh chủ chưa có gia đình sẽ tìm kiếm và gặp được ý trung nhân mong muốn. Nhưng mệnh chủ đã kết hôn thì cuộc sống hôn nhân gia đình ngày càng bình an và viên mãn, hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết bền vững, luôn thăng hoa trong cuộc sống. Cụ thể, về mặt sự nghiệp, trong thời gian này, bản mệnh có chính quan chiếu mệnh, đường công danh và sự nghiệp của tuổi Sửu có những bước tiến khá lý tưởng. Bản mệnh có thể sẽ đạt được bước thăng tiến trong sự nghiệp của mình, nhất là nam mệnh. Các tinh cho thấy quý nhân của mệnh chủ phần lớn là những người nam giới xung quanh. Bản mệnh có thể lựa chọn cách ứng xử phù hợp để không để mất cơ hội được quý nhân trợ giúp. Bản mệnh cần phải cố gắng để thể hiện năng lực của mình. Có nhiều người tài giỏi nhưng không phải ai cũng hợp được cách để khiến mình nổi bật và gây được ấn tượng tình cảm đối với cấp trên. Bản mệnh vốn là người thông minh, biết cách ứng xử phù hợp ở nơi công sở, chớ nên vì muốn nâng mình lên mà dẫm đạp người khác. Làm như thế chỉ khiến cho hình ảnh của bản thân trở nên xấu hơn đi về mặt tài lộc. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy tuổi Sửu không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong thời gian này. Bản mệnh vốn là người có sự chuẩn bị chu đáo kỹ càng về tài chính, nên dù có biến cố xảy ra thì vẫn có tiền dự phòng. Nhưng trong khoảng thời gian này, thu nhập của bản mệnh chỉ tăng tiến ở mức nhỏ, chứ chưa đạt được sự bùng nổ. Như chú Châu có nhiều tham vọng, nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Tuy nhiên, gia chủ vẫn nên kiên trì làm việc thì chẳng bao giờ phải lo lắng. Đồng tiền do chính bản thân mình làm ra bao giờ cũng bền vững hơn hẳn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần tiếp tục kế hoạch tiết kiệm của mình, mỗi tháng góp nhặt chút ít sẽ tốt hơn để mình đỡ vất vả xoay sở số tiền lớn chỉ trong thời gian ngắn. Về mặt tình duyên và gia đạo, xem tử vi trước mùng 5 tháng 5 âm lịch của tuổi Sửu cho thấy thiên diêu chợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên của những chú trâu có phần hanh thông, thuận lợi hơn nhiều so với trước đó. Dù là đang độc thân hay đã có đôi thì gia chủ cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn và cũng có thêm nhiều khoảnh khắc bất ngờ khi đón nhận tình yêu nồng thắm của người ấy. Về mặt sức khỏe của tuổi Sửu trong mùng 5 tháng 5 âm lịch không được khả quan cho lắm. Bản mệnh có nhiều nỗi lo lắng không được an yên, khiến cho tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng. Dù cuộc sống của tuổi Sửu chẳng có quá nhiều biến cố, nhưng chính bản mệnh đã đặt ra áp lực cho bản thân, dễ thay đổi cảm xúc thất thường, khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Sửu hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng mà lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Sửu. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã vừa chia sẻ với quý vị về những thông tin may mắn của hai con giáp trước ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.